Giá xăng dầu giảm đồng loạt từ 15 giờ chiều nay. Giá xăng E5 RON92 giảm còn 21.670 đồng một lít. Giá xăng RON953 giảm về 22.700 đồng một lít. Giá các loại dầu giảm từ 830 đến 1.590 đồng một lít một ký. Liên Bộ Công Thương Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước áp dụng từ 15 giờ ngày 1 tháng 12. Theo đó, trong kỳ điều chỉnh lần này, giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 Ron 92 giảm 1.000 đồng một lít xuống mức 21.670 đồng một lít. Giá xăng Ron 953 giảm 1.080 đồng một lít để có giá bán mới còn 22.700 đồng một lít. Tương tự, giá các mặt hàng dầu trong kỳ điều chỉnh này cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.590 đồng một lít, về mức 23.210 đồng một lít. Dầu quả có mức giá mới là 23.560 đồng, sau khi giảm 1.080 đồng một lít. Giá dầu ma suốt giảm 830 đồng một lít trong kỳ điều chỉnh hôm nay để có giá mới là 13.950 đồng một ký. Đặc biệt, trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập quỹ BOG xăng dầu mỗi lít xăng từ từ 300 đến 400 đồng dầu quỷ, các loại dầu trích dầu quỷ từ 300 đến 700 đồng dầu quỷ. Trước đó, trong khi điều hành ngày 21 tháng 11, giá bán xăng E5 Ron 92 ở ngưỡng 22.670 đồng một lít, giá xăng Ron 95 là 23.780 đồng một lít, dầu Diesel ngưỡng 24.800 đồng một lít, dầu quả có giá 24.640 đồng, dầu Mazut có giá bán 14.780 đồng một ký.